Hello, được coi nhật bản.com. Chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên dây câu hàng, em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30.000 tiền một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Hôm nay em sẽ lấy trước lưỡi câu nha mọi người. Rồi, đầu tiên em sẽ có một cái lưỡi này nè. Đây, cái lưỡi này rất là nhiều luôn nha, đóng này luôn nha này. Đóng lưỡi này rất là nhiều luôn á, trên dưới là này, quá trời trời đất đất luôn á. Đây, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại nè, 0794559193. Zalo cũng vậy, 0794559193, hoặc số điện thoại này. Zalo này với các bạn được, cho Zalo này nhắn tin thôi. Đấy, rồi lưỡi câu nha mọi người, đóng này, này. Lưỡi như thế này đây, lưỡi này để về cho anh em câu cá lớn nha. Lưỡi này anh em nhìn thế này, nhưng mà khi mà câu ra biển nó không bị rỉ rác mà nó cực kỳ sắc luôn nha mọi người. Đây, nhìn nó hơi cùi cùi vậy. Lưỡi này là lưỡi lông nè, nó cao nó rộng nè. Anh em nào mà lấy về dọc này anh em câu cá lớn sân hàng nha. Là rộng là 8 ô ly nhỏ, 9, rộng là 9 ô ly nhỏ nè, 9 ô ly nhỏ, cao là 8 nè, 16 nè, 20, 20 ô ly nhỏ nha. 1 ô ly lớn, 2 ô ly, 3, 5, 5 ô ly lớn nha. Rộng là đây, là một kiểu này nha mọi người. Với lại có một kiểu như thế này nữa nè, kiểu này nó nhỏ hơn nè, kiểu này thì nó nhỏ hơn một chút. Đều là lưỡi lông này, cũng rộng là hai, đây rộng là 8 ô ly nhỏ nè, cao là 8 12 18 12 nè, 16 nha, 17 18 ô ly nhỏ nha, 18 ô ly nhỏ, cao 18 ô ly nhỏ này, rộng là 8 ô ly nhỏ. Đấy, lưỡi kiểu này và lưỡi kiểu này nữa. Rồi, đóng này về cho anh em sân hàng rồi đánh cá lớn luôn nha. Rồi, anh em nhìn nè. Loại này là rộng là 7 ô ly nhỏ, cao là 17 18 nha, 18 ô ly nhỏ. Rồi. Đấy, rồi đóng này nha, đóng này thì để cho anh em giá bao nhiêu một đóng như thế này. Rồi để cho anh em giá là 350k nha, 350k trên một đóng đóng lưỡi như thế này nha. Không biết bên Nhật người ta câu cái gì mà lớn dữ. Mà cái lưỡi này nhìn nó cùi cùi nhưng mà được cái nó cực kỳ bén mà nó không bị rỉ rác nha. Này, anh em nhìn nè. Đấy, lưỡi cực kỳ sắc luôn. Rồi, đóng này nha. Đóng này để cho anh em giá là 350k, rất là nhiều nha mọi người. 600-700 lưỡi gì đó, 800 lưỡi gì đó, rất là nhiều luôn nè. Rồi, để cho anh em giá là 350k, mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Rồi, mã số 2 thì em có cái lưỡi đây, có hộp như này đây. Nó gửi về. Đây, lưỡi này là một chùm như thế này nha mọi người. Chùm như thế này thì cỡ 500-600 lưỡi gì đó, 500-600 lưỡi gì. Đây, cỡ lưỡi đây. Đây, lưỡi này là cũng rộng là đây, rộng là 4 nè, rồi rộng là 8 ô ly nhỏ nha, cao là 4 nè, 8 nè, 10, 4, 8 nè, 16 nè, à 10, 12 nè, 13, 14, 15 ô ly nhỏ nha, 15 ô ly nhỏ, rộng là 8 ô ly nhỏ. Rồi, rồi để anh em giá là mã số 2 này, để cho anh em giá đóng này, để cho anh em giá là bao nhiêu. Rồi, đóng này nha, này lưỡi rất là nhiều nha. Anh em nhìn sợi dây này, rất là nhiều dây luôn nha, lưỡi như thế này. Rồi để cho anh em này, để cho anh em giá là 250k nha, mã số 2. Cái này về chắc anh em cẩu tra được sân hàng thì được. Tiếp tục mã số 3. Rồi, mã số 3 thì em có lưỡi này là lưỡi của Hàn Quốc nè. Dòng này là Nikkelai nha, của Hàn Quốc nè. Loại này là bao nhiêu cái? Loại này là số 16 nè. Loại này là Nikkelai, này là hàng Nhật được lắp ráp ở Hàn Quốc nha. Gọi là Trung Quốc xuất Nhật luôn á. Rồi đây, mã số 3 này. Anh em nhìn nè. Đấy. Rộng là 4 6 ô ly nhỏ nè, rộng là 6 ô ly nhỏ nha, cao là 4 nè, 8 nè, 9 10 11, 11 lưỡi 11 ô ly nhỏ nha, cao là 11 ô ly nhỏ và rộng là 6 ô ly nhỏ. Rồi. Hộp này là hộp lưỡi số 16.
một lưỡi số 17. Rồi, 16, 17, hai hộp 16, hai hộp 17 nha. Để cho anh em giá là 200k nha. Đây 17 thì nó lớn hơn chút. Đấy, loại này thì anh em về săn hàng cũng ok, anh em nhìn kỹ trong cái anh em đo kỹ thiệt kỹ cho mọi người nè. Đây. Nó rộng là 4 nè, 5 nè, 6 nè, 6 vô ly nhỏ nha. Nó cao là 4 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11 nè, 12 nha, 12 vô ly nhỏ nè. Rồi. Cao là 12, rộng là 8 à. Rộng là 6. Rộng là 6 nha. À là rộng là 5 chứ. Là 6, rộng là 6. Rồi, hai hộp 16, hai hộp 17 là tổng cộng là 4 hộp để cho anh em giá bao nhiêu? 400k. Đấy, hai hộp 16, hai hộp 17 nè. Hai hộp 16, hai hộp 17. Này là 16 nè, 17 nè. 17 hai hộp nha. Rồi. 17 là 50 cái, 16 là 70 cái nha. Rồi, 4 hộp này để cho anh em giá là mã số 3, 200k. Tiếp tục mã số 4. Đấy, tiếp tục mã số 4. Chờ em chút. Rồi, số 4 thì em có lưỡi số 13 nè. Đây. Lưỡi này là lưỡi số 13 nha, độ dài là 100 cái nè. Lưỡi số 13 này thích hợp về cho anh em câu cỡ lăn xê là ok á. Đây. Rộng là cao là 8 này, 9 này, 9 ô ly nhỏ nha, rộng là 6 5 ô ly nhỏ nha. Đấy, cao là 8 nè. À, là cao là 9 nè, rộng là 6 nè. Lưỡi này là lưỡi số 13 nha. Lưỡi số 13 một hộp này, hai hộp 13 này. Hai hộp 13. Có gì bằng tới. Rồi. 4 hộp 13 nha, 4 hộp số 13. Em coi có hộp nào nó nhỏ hơn không? 13 là nhỏ nhất à. Có số 10 nữa nha. Đấy, anh em nào đấu số 10 nữa. Anh em nào lấy nếu mà là đấu số 13 lấy số 10 hoặc là lấy số lớn hơn thì nhớ báo em nha. Thì nó có số 10, số 16, số 17. Rồi. 4 hộp này thì cũng để cho anh em giá là 200k nha. Đấy, cái này cũng là của Nikolai, dòng này thì cực kỳ đau câu, cực kỳ đá, cực kỳ sắc bén luôn nha. Mã số 4, tiếp tục mã số 5. Rồi, mã số 5 tiếp tục là có lưỡi số 10 mấy nha. Sáu, 17, 15. Rồi, mã số 5 nha. Mã số 5 thì em có loại lưỡi này, lưỡi số 15 này. Hai hộp 15, một hộp 16, một hộp 17. Giá bao nhiêu? 200k, 4 hộp. Đây. Cà rộng là 5 ô ly, cao là 8, 9, 10, 10 ô ly nhỏ nha. Đấy, rộng là 5 ô ly nhỏ, cao là 10 ô ly nhỏ. Rồi, một hộp hộp này là 80 lưỡi, số 15 này, số 16 nãy đo rồi nè, số 17 cũng đo rồi nha. Rồi, hai hộp 15, một hộp 16, một hộp 17, giá là 200k, đều là của Hàn Quốc Nikolai hết nha, 200k, trên 4 hộp. Mã số 5, tiếp tục mã số 6. Rồi, mã số 6. Rồi, tiếp tục mã số 6 nha. Mã số 6 tiếp tục là em có JPE nha mọi người. Đây, JPE đầu tiên là JPE nè. JPE này là PE là chuyên biển nha mọi người. PE chuyên biển kháng mặn. Nói chung là anh em nào câu biển, đảm bảo anh em về cái dây này anh em câu cực kỳ ngon luôn. Nó là loại dây nâu đồng cấu đá siêu bền, kháng mặn chuyên về cho anh em câu biển nha. 500 bait 1.2 là 0.20, độ dài là 0.20. Rồi. Loại này cũng này đi cho anh em giá bao nhiêu? Cũng này đi cho anh em giá là 400k. JPE siêu bền. Rồi, cuộn này là cuộn 1.5 này là 0.20 nha. Sức tải cuộn này là 20 lb, độ dài là cuộn này là 500m. 500m để cho anh em giá là 400k. Đấy, sức tải là 20 lb nha. 20 lb thì tải là 10kg cá biển tới 11kg cá biển thì anh em khỏi lo luôn. Còn cá nước ngọt thì anh em về kế vô tư nha. Mã số 6 để cho anh em giá là 400k. Tặng cho anh em thêm cuộn gì đây. Rồi, thêm cho anh em một cuộn về anh em về làm lander. Lander thì anh em lấy cuộn 0.50 nha. 0.50 sức tải là 40kg này. Dây là dây màu trắng này. Dòng này là flow carbon nha. Dây này về làm sóc lander đồ cực kỳ đã luôn. Rồi, cuộn này tặng thêm cuộn này. Mã số 6 giá vẫn chỉ có 400k. Cuộn này là cuộn flow carbon con bò cạp này. Cuộn này cũng cực kỳ trâu bò này. Anh em nhìn này.
đầu dây là dây màu trắng nha, hai cục giá vẫn chỉ có 400k, mà tặng cho anh em thêm một bộ lưỡi về anh em câu cá lóc hoặc là anh em câu cá chim nữa nè. Đây bộ lưỡi này là lưỡi số 26 nè, hai bộ tặng hai cái nha, tặng bộ lưỡi tặng cục cước đấy. Rồi 500m để anh em giá là 400k, rồi combo này vẫn để cho anh em giá chỉ có 400k nha. Mã số 6, tiếp tục mã số 7 thì tiếp tục là một cái cũng cước, đây cũng cước siêu bền, loại này là bao nhiêu, 3.0 là 30 là B là tương đương với 0.28 nha. Đây anh em nhìn này, dây này dây siêu bền nha, dây cực kỳ nhỏ luôn nha mọi người. Đây lỗi là lỗi 8 dây là dây siêu bền kháng mặn chuyên cho anh em có biển nầu đồng câu đá. Rồi cục này mã số 7 đi cho anh em giá bao nhiêu, 300m để cho anh em giá là 300k nha. 300m giá 300k, tặng cho anh em thêm bộ lưỡi, một bộ lưỡi nha, thêm anh em bộ lưỡi số 26 này anh em về lưu rìa lóc hay lưu rìa chẽm gì đó. Rồi mã số bao nhiêu, mã số 7 PE siêu bền 300m lõi 8, dòng là dòng PE kháng mặn chuyên về cho anh em lưu rìa lóc hoặc lưu rìa biển. Mã số 7, tiếp tục mã số 8. Rồi tiếp tục mã số 8 thì cũng PE đó, nhưng mà size này nó có size bao nhiêu đây, size này là size số 6 nè, số 6 là tương đương với 0.40. loại này thích hợp chuyên về cho anh em đánh lục xa bờ hoặc là đánh lục lục này lăng xê. Đây loại này là 6.0 là 60 lb, 6.0 là tương đương với 0.40, 60 lb là 30 kg nha. Đây là dây PE siêu bền kháng mặn chuyên về cho anh em câu biển, PE siêu bền kháng mặn về cho anh em câu biển nầu đồng câu đá, anh em về câu ngâm lăng xê hay là câu lục đồ đã rất ok luôn. Rồi cục này để cho anh em giá bao nhiêu, PE đậu bò 400k nha, 400k 6.0. Rồi vẫn tặng cho anh em thêm một cuộn lander, một cuộn flow carbon nha, một cuộn flow carbon này anh em về làm thẻo hay làm lander dùng được, 0.60 sức tải là 45 kg, dây là dây màu trắng nhà hàng chưa qua sử dụng. Rồi mã số 8, cuộn này tặng thêm cuộn này giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 8, tiếp tục mã số 9 thì nó có cái size lớn hơn một chút nữa, là dành cho anh em nào về câu biển câu đáy biển nha, hoặc là đem sân hàng thiệt là khủng. Loại này là 300m, số 10 là 100 lb, 100 lb là tương đương với 0.55, 0.55 là tương đương với cước số số 10 nè, 0.55 nha. 100 lb là 50 đến 52 kg nha. Dây đây, dây này là dây siêu bền, anh em nhìn sợi dây là anh biết rồi, siêu bền kháng mặn nầu đồng câu đá chuyên về cho anh em câu biển. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, câu biển câu nước ngọt khỏi phải bàn. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 300k. Mã số 9, 300m, 300k. Tiếp tục mã số 10, rồi tiếp tục mã số 10 nha. Mã số 10 tiếp tục là em có dòng thẻo nha. Đây thẻo nhỏ nhỏ cho mọi người nè, loại này là 0.8 nha, đồng là Turai 0.8, độ dài là 50m. Đấy hàng chưa qua sử dụng nha, con này được sản xuất ở đâu ta, Turai hình như kiểu Nhật. Rồi 0.8 này, một cục này. Rồi cục này là nhỏ nhỏ nha, cụm này nữa nè, cụm này là 0.6 nè, 0.6 là độ dài 50m của thằng Sunlai nè, Japan. Hai cụm, cụm này 50m, cụm này 50m nè, hai cụm này 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, rồi cụm 1.0 nữa nha. Cụm 1.0 nè, cụm 1.0 độ dài là 50m nè, cụm này 50m là 200m nè, cụm này 50m nữa là 150m nè. Rồi cụm này là 1.0, cụm này 0.8, cụm này là 0.6, ba cụm nha, ba cụm, thêm cụm 1.mấy rồi, thêm cụm 1.5 nữa, thêm một cụm 1.5 50m nữa nha. Thêm cụm 1.5 này 50m nữa nè. Đấy rồi cô bo này 200m này, 200m dây chưa có dây trục. Dây trục thêm anh em một cục flow carbon đi. Trục thì lấy cục flow carbon số 2 đi. Rồi thêm cục carbon 0.20 nha. Một cục flow carbon 0.20 sức tải 8 kg, cục bộ cạp về làm trục. Loại này thì cũng flow carbon, vừa làm thẹp trục vừa làm thẻo luôn. Rồi combo này 1 2 3 4, với cụm này nữa 5, để cho anh em giá bao nhiêu, mã số 10 để cho anh em giá chỉ có 200k. Mã số 10 để cho anh em giá là 400k chứ em nhầm, 400k nha, 400k là anh em tổng 5 hộp này, em đọc nhầm xin lỗi,
mã số 10 400k. Tiếp tục mã số 11. Rồi 11 thì tiếp tục là em có thẻ ấu nhỏ này. Loại này là 1.5 này, 1.5 này, độ dài là 10 m này. Loại này là 1.5, độ dài là 10 m luôn, hai cụm này là 20 m này. Hai cụm này 20 m, 1.5. Rồi, em cụm 1.2 này. Cụm này là của hãng nào cũng chẻo chẳng biết luôn, sức tải 3 kg 50 m, 2000 yên, con này chắc cũng khá là cao á. Rồi 1.2 này, 1.5, 1.5, cụm này 50 m, cụm này hai cụm này là 30 m là 80 m. 80 m thêm một cụm phần đây. Một cụm Turai 1.5 nữa là 0. Đây 0.20, 0.20 1.5. Thêm cụm 0.22 về làm cột nữa. Đây, thêm cụm Phước và lâu carbon 0.22 sức tải 8 kg dây một trắng này. Rồi, cụm này 100 m, cụm này 50, 50 với 100. 100 với lại hai cụm này nữa là này là 200 m nè, 200 m với 230 m. 230 m với lại cụm gì nữa ta? 1.5, 1.5, 1.25, 1.5. Và này là 2 chấm. 2 chấm. Đây, thiếu cùng 1.2 nữa nè. Rồi thêm cái bên anh em một cụm 1.2 nữa, mã số 10 nha. Cụm này 1.2, 100, 200 m, 300 m, 330 m để cho anh em combo này, để cho anh em giá bao nhiêu? Combo này để cho anh em giá chỉ có 300k thôi, mã số 10, 300k. Tiếp tục mã số 11. Rồi. 11 tiếp tục là em có cái dòng này đây. Cái dòng này là dòng cước ni lông nha mọi người. Loại này là 150 m này, 0.40 này, dây là dây màu màu xám này. Hàng này mới tinh chưa qua sử dụng nha mọi người. Đấy, dòng super nha. Dòng này anh em nào mà thích câu ni lông thì đánh dòng này cực kỳ đã, chuyên về cho anh em câu biển, câu sông rồi nha, nước ngọt. Đấy, dòng super stone. Rồi, 0.40. Cuộn này là 0.40. Rồi, cuộn này là cũng 0.40 nè. 150 m, hai cuộn là 300 m nè. Hai cuộn 300 m, cuộn này là 0.40 nữa nè. 150 m nữa. Rồi, bốn cuộn 0.40 nè, bốn cuộn 0.40 nè, loại nào 0.40. Đấy, rồi. Tổng chiều dài là bao nhiêu? 600 m nha. 600 m dây. 600 m dây. Rồi, thêm thêm một cuộn lắp này, bốn cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 300k. Rồi. Thêm một cụm 0.45 nữa, 150 m nữa. Rồi tổng chiều dài là bốn cụm là bao nhiêu? Bốn cụm xe anh em giá là 300k, tặng cho anh em thêm một cụm 0.45 nữa. Giá vẫn chỉ có bao nhiêu? 300k, mã số 11. Tiếp tục mã số 12. Rồi, 12 tiếp tục là em có dòng cước ni cước BE này, cước BE này là của thằng Pháp nha mọi người, Frank này. Frank này, đấy dây là dây màu màu như thế này nha. Màu xám xám. Rồi, dòng này là của ông Pháp nha mọi người. Cước Pháp. Dòng này thì cũng công nghệ, sử dụng công nghệ lõi này. Anh em nhìn cái lõi của nó này, công nghệ ARX nha. VD dòng Super này, Super PE nha mọi người. Đấy, loại này là có ghi số ký nha. Đây. 18 ký này. Cái này là 20 ký nha mọi người. Đấy. Dòng là cước Pháp này đánh cực kỳ đá này. Rồi, một cục này, một cục số 8 này, hai cục số 8 này. Hai cụm là 300 m nè. Hai cụm 300 m. Cụm này nữa là 0.50 nữa. Ba cụm là 0.50 là số 8 nha mọi người. Đấy, ba cụm. Bán xe cho mọi người. Bốn cụm nè. Cụm hai cụm này là bao nhiêu? Bốn cụm này nè, 0.50, 0.50, 0.50, 0.50 rồi. Bốn cụm này là 600 m dây. 600 m dây. Giá bao nhiêu? Giá để cho anh em giá chỉ có 300k. Rồi. Tặng cho anh em thêm một cụm gì nữa. Thêm anh em cũng New Swingline, dòng New Swingline Tournament này, dòng này đánh cũng cực kỳ ngon nha, màu trắng về làm thẻo nha. Dây này số 6 150 m nữa. Rồi, tấm chiều dài của anh em là 750 m, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 300k. Đấy. Rồi, tiếp tục. Mã số 13. Ngon. 13 tiếp tục là em có dòng cước Daiwa này. Loại này là đây qua nha, dòng này là Japan nhưng mà xuất thị trường Pháp hay là Pháp xuất ra Nhật gì đó không biết. 30 là B, là sức tải là 15 kg, là 0.40 dây, là dây màu 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 đây, màu trắng xám này. Một cụm này 0.40 này, hai cụm 0.40 này, ba cụm 0.40 nha. Đấy, ba cụm 0.40. Rồi, ba cụm này bình thường, một cụm này giá cực kỳ cao nha. Ba cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? 300k.
ba cục này sale anh em giá là 300k, là anh em chống chiều dài là 150 150, là 300m 300m, với lại thêm một là 450m 450m, loại này là 0.40 nha. Rồi ba cục này để cho anh em giá bao nhiêu, 300k. Đấy, hôm nay sale để sale tiếp cho anh em là một cục 0.40 nữa nè. Rồi tổng chiều dài là 300k, tặng thêm một cục 0.40 nữa. Rồi tổng chiều dài là 4 cục. Đây qua 0.40 là dây số 6. Hàng chưa qua sử dụng, dây là dây màu xám thế này đây. Giá bao nhiêu? Khoảng 300k thôi. Mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Rồi, 14 tiếp tục là đây. Cũng là cước đây, dòng này là dòng nylon super này, dòng này thì cước 0.55 là số 10 này. 150m một cụ này, 055 150m hai cụ, 155m. Cái lô này về anh đấu về sao nó một size sướng này, ngon này. Rồi ba cụ này, bốn cụ nha. Rồi dòng này thì đây ba cụ này, cụ này là 150m, cụ này 150m, cụ này 150m, hàng chưa qua sử dụng. Rồi ba cụ này là 450m. Rồi giá bao nhiêu, để cho anh em giá chỉ có 300k, 300k nha. Thêm anh em một cụ 0.45 0.55 nữa nè, 0.55 150m nữa nè. Xe phát cho mọi người chơi cho đã. Đây. Rồi, bốn cụ này nha, ba cụ 300k, tặng thêm một cụ 150m nữa. Mã số 14 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 300k. Tiếp tục mã số 15. Rồi, 15 là lộn xộn nè. Đầu tiên là một cuộn đai qua 0.45 này, sức tải là 18kg nè. Loại này là 150m nè. Loại này là 0.45 này, loại này là cước nylon nè. Chưa qua sử dụng luôn nha, 150m, hai cuộn là 300m nè. Cuộn này là 0.45 nè, cũng cước nylon nè. Cuộn này là cuộn Daiko Japan nè. Đây, Daiko Japan đầu điện Nhật nha. Daiko Japan 0.40, dây là dây màu xanh nè. Đây. Cầu này là màu xám nè, loại này là màu xanh nè. 0.40, 150m nè. Rồi, cụm này 150, hai cụm là 300m, 300m với lại hai cụm này nữa là 600m dây. 600m dây này để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 300k. 300k. Rồi, thêm một cụm 0.45 nữa nè. Dòng super này, loại 150m này, dây này cũng còn cực kỳ chắc khỏe nè, anh em khỏi lo. Rồi, combo anh em là 4 cụm tặng một cụm bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 300k. Mã số 15, 300k. Tiếp tục mã số 16. Rồi 16 thì em có dòng lau carbon này, dòng này câu cực kỳ đã luôn, loại này là 6.0 150m nè. Đây dây là dây màu xám này. Một loại này là 100m dây số 5 này. Dây này là dây màu đậm đậm hơn chút này, màu này là trắng xám này. Rồi, số 5, số 6. Số 5, số 6. Cụm này là cụm lau carbon số 8 150m nữa nè. Hai cụm này là 300m, 300m với lại cụm này nữa là 400m. 400m dây. Rồi, 400m dây flow carbon. Để cho anh em giá bao nhiêu? 4 cụm này, cụm màu trắng này, hai cụm màu này nữa. Rồi, để cho anh em giá là 400m dây. Rồi để cho anh em giá là 300k. Mã số 300k, mã số 16 nha. Rồi, 300k mã số 16. Rồi thêm anh em một cụm đai qua này. Một cụm đai qua 0.50 này, hàng chưa qua sử dụng, độ dài là 100m span này. Rồi. Hai cụm, một cụm 0.50, một cụm là 0.38, cụm này là 0.40, cụm này là 0.50 nữa. Bốn cụm này để cho anh em giá bao nhiêu, cụm 300k thôi. Mã số 16, 300k. Tiếp tục mã số 17. Rồi, tiếp tục mã số 17 này. 17 là combo dây nhỏ nhỏ cho mọi người nữa nè, 0.4 nè. Em có cụm này là cụm 0.4 nè, cụm này là 0.4 nè. Đấy, đấy, mấy dòng này là ngon không á mọi người nha. Dây còn mới nè, dòng này là dòng này em biết là dòng này rất là xịn nè, mà nói về nó không có hụt. Đây, dòng này là super nha. Rồi cước thẻo loại này là 0.4, độ dài là 50m. Còn loại này là 0.4 của thằng Sanjo nè. Rồi loại này 50m nữa, hai cụm, hai cụm là 100m. Cụm này là 0.5 nè, cụm này là 0.5, hai cụm 0.4, một cụm 0.5. Xe nhỏ nữa rồi. Rồi, có cụm này là 0.8 nè. Cụm này 0.8 50m nè. Rồi bốn cụm này là 200m dây nè. Bốn cụm này 200m dây nè, 0.8 này.
em nào câu nhỏ nhỏ thì lấy mấy dòng này là ok. Rồi thêm này cuộn này là 1.0 này, cuộn này là 1.0 50 mét nè. Rồi cuộn này rồi 200 mét cuộn là 1.0, cuộn này 0.8, một cuộn này là 0.5, cuộn này là 0.4, cuộn này 0.4 nữa. 200 150 mét chưa có cước trục. Rồi thêm này một cuốn trục vừa flow carbon số 3 nè, flow carbon số 3 sức tải 9 kg nè. Rồi combo này để cho anh em giá bao nhiêu? Dạ, combo này để cho anh em giá là chỉ có 400k này. Loại này là 3.0 này, là vừa cước khéo luôn nha. Rồi máy cước nhỏ nhỏ này, máy dòng này cước cầu cực kỳ đã nha. 400k cước này nha, đóng này nha. Mã số 1, cùng 2, cùng 3, cùng 4, cùng 5, cùng 6, cùng giá mã số 17, 400k. Tiếp tục mã số 18. Rồi 18 này em có máy cuộn flow carbon lớn chút nè. Rồi cho em chút nha. Đây. Cuộn này là cuộn số 5 này, cuộn này là cuộn số 5 này. Đấy, máy cuộn này thì làm thẻo nha, 50 mét. Cuộn này là cuộn số 4, 50 à cuộn này cuộn số 5 luôn. 50 mét, cuộn này là cuộn số 4, 50 mét. Rồi, ba cuộn này. Ba cuộn 50 mét. Cuộn số 5, cuộn số 4. Một cuộn số 6 nữa nè. Đây, một cuộn số 6 là 0.40, sức tải là 17 kg nè. Rồi thêm cuộn gì nữa, cuộn số 6, số 6 thêm cuộn số 8 nữa đi, số 8 về làm trục 0.50, flow carbon luôn, flow carbon nha, công bò cạp. Rồi dây màu trắng của bò anh em là cuộn này số 8 nè, cuộn này số 6 nè, cuộn này là số 5 nè, cuộn này là số 5 mà cuộn này là số 4 nè. 50 à, 100 mét nè, 200 mét, 300 mét, 350 mét để cho anh em giá bao nhiêu. Combo này để cho anh em giá chỉ có 300k, mã số 18, 300k. Tiếp tục mã số 19. Rồi, 19 tiếp tục. 19 tiếp tục là loại này là 0.8 là Turai nè, loại này là 1.2 nè, 0.25 nè, flow carbon này 50 mét nè. Loại này là 2.0 50 mét nè, loại này là 1.0 nè. Rồi. Cuộn này là 1.0, cuộn này là 0.8, cuộn này là 1.25, cuộn này là 2.0. 2.0. Một cuộn 3.0 nữa, flow carbon 3.0 0.28 nữa. Rồi, và một cuộn 0.35 nữa nè. Một cuộn cước flow carbon 0.35, sức tải là 17 kg, dây màu trắng. Rồi combo anh em đóng này để cho anh em giá bao nhiêu, một đóng này nha. Sale anh em giá là đóng này để cho anh em giá chỉ có 400k, mã số 19, 400k. Cuộn số 3 nè, cuộn số 2 nè, 1.2 nè, số 8 nè, số 1 nè. Rồi cuộn này là 100 m, cuộn này là 100 m, là 200 m, cuộn này 50 m, 100 m nè, hai cuộn này là 100 m, là 300 m, 300 m, hai cuộn này nữa là 400 m, để cho anh em giá chỉ có 400k. Mã số 19. Tiếp tục mã số 20. Rồi, tiếp tục mã số 20 nha. Rồi, 20 đầu tiên là em lấy một cuộn PE nè. Loại này là PE nè, dòng Umesum này 150 m nè, 1.5, sức tải là 10 kg, loại là loại X8 nha. Dòng này là PE chuyên về cho anh em lure lắp nha. Loại này thì lure lắp, dòng này là dòng IGK, dòng này Umesum nha mọi người, dòng Xpander Sapan, mã QR của nó nè. Rồi 150 m cuộn này đây, màu của nó đây. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, hàng chưa qua sử dụng, 150 m để cho anh em giá là 350k. 350k nha. PE JPE IGK đây. Cái này tiếng Nhật chịu, mã QR của nó này. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, cuộn này để cho anh em giá là 350k. 350k thêm anh em một cuộn làm lander nha. Rồi một cuộn làm lander, loại này là 0.45 đi. Loại này là 0.45, sức tải 32 kg, dây bột cạp này, dây là dây màu trắng nha, hàng chưa qua sử dụng. Rồi hai cuộn này, cuộn này tặng cuộn này, giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 350. Rồi tặng cho anh em thêm một bộ lưỡi về anh em câu cá lóc này, lưỡi số 26 này về câu cá lóc nha. Rồi combo này để cho anh em giá 350, mã số 20. Tiếp tục mã số 21. Rồi tiếp tục mã số 21 tiếp tục là cũng PE, loại nó có loại số 2 này, loại PE này, loại này là số 2, cũng dây màu xanh như thế này nha, em không có bóc ra luôn. Đấy, loại này là
chưa bóc luôn, là em để nguyên. Lò này là số 2, sức tải 18 kg, độ dài là 150 m, cũng nó cũng dây, cũng dây màu xanh nhẹ. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 350. 350 này, Maxapan này. Đấy, vẫn tặng cho anh em thêm bộ lưỡi số 26 này và cuộn Lander là 0.50 nha. Và cuộn flow carbon về làm Lander nha, là 0.50, sức tải là 40 kg nha. Đấy, dây là dây màu trắng. Rồi hai cuộn này. Cuộn này là 350, dây số 2, tặng thêm một cuộn flow carbon 0.50 nữa. Rồi, 100 m. Tổng chiều dài hai cuộn này là 250 m nha. Tặng cho anh em thêm bộ lưỡi nha. Rồi, mã số 21 giá 350. Tiếp tục mã số 22. Rồi, 22 tiếp tục là dây 2.5 này. Dây này là 2.5 này. Đấy, cũng dây màu xanh vậy á. Loại này cũng chưa qua sử dụng nha. Dòng này là Xpander Update này, dòng là Unisum nha. Unisum IGK Made in Japan đây. Rồi, dây đây. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Hàng chưa qua sử dụng, 150 m, 2.5, để cho anh em giá vẫn chỉ có 350 k. Tặng cho anh em thêm một bộ lưỡi số 26 và tặng cho anh em thêm một cuộn thẻ về làm Lander. Loại này là thẻ flow carbon, một độ dài là 100 m, dòng Anta này, Anta Red gì đó. Rồi dây màu trắng, hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này 350, tặng thêm bộ lưỡi, tặng thêm này. Rồi mã số bộ lưỡi, này cực kỳ sắc nhọn nha mọi người nè. Bộ lưỡi cực kỳ sắc nhọn này, nó có cái ngạnh giữ cá thì sau lưng nữa này, thấy không? Rồi, mã số 22 để cho anh em giá cũng 350 k. Tiếp tục mã số 23. Rồi, 23 tiếp tục là PE. Em có dòng này là PE số loại này là số 3 này, được sức tải là 25 kg, độ dài là 150 m. Dòng này cũng đây, cũng da màu xanh này. Dòng này cũng Omisum nè, đây của IGK này, Omisum nha. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 350. Vẫn tặng cho anh em thêm một lưỡi số 26 và thêm anh em một cuộn flow carbon 0.60 luôn. Thêm anh em một cuộn flow carbon 0.60, sức tải là 45 kg, dây màu trắng. Đấy, dây số 3. Tiếp tục là số 24. 24 tiếp tục là em có cũng dòng IGK, nhưng mà dòng này là dây số 4. Em nhớ có cuộn có còn một cuộn số 1 nữa mọi người nè. Đây, cuộn này là số 4, 150 m nha, sức tải là 30 kg, cũng dây là dây màu xanh vậy nha. Rồi, cuộn này là 150 m, Omisum Xpander Made in Japan đây, IGK này, Made in Japan nha. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 350, tặng cho anh em thêm một cuộn 0.60, 45 kg, và dây bộ lưỡi số 26, giá là chỉ có 350. Mã số 24. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là em có dòng dây này nhỏ này, rồi là dây số 1, là sức tải 9.5 kg, độ dài là 150 m này, X8 này. Đấy, dòng này thì cũng dây màu xanh nha. Loại này thì siêu mịn luôn, dòng này là cực kỳ mịn luôn nha. Rồi, 9.5, 150 m. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 350, 1.0. Thêm anh em một cuộn nhỏ thôi nha. Rồi, một cuộn thẻo, một cuộn thẻo flow carbon. Loại này là 0.35, sức tải là 17 kg. Dòng này là anh em về làm Lander hoặc là anh em về làm thẻo nha. Rồi, 1 chấm, tặng thêm 0.35 và tặng thêm bộ lưỡi số 26 luôn. Rồi, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có mã 25, giá vẫn chỉ có 350 k. Tiếp tục mã số 26. Rồi, 26 là em có dòng cước nè, cước fishing line này, dòng cước tím này. Loại này là 200 m nè, số 8 nha. Loại này là 0.50, sức tải 21 kg, dây là dây màu màu tím này, trắng tím này. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá chỉ có, đấy, dòng này là dòng cước flow carbon, tàng hình dưới rướm mềm mịn và không bụi sáng nha. Cuộn này để cho anh em giá là 200 k, 8.0 là 0.50, độ dài là 200 m. Đấy, dây là dây flow carbon, tàng hình dưới nước mềm mịn và không bụi sáng, flow carbon 100% này. Mã số 26, giá bao nhiêu? Giá 200 k, 8.0. tiếp tục mã số 27. Rồi, 27 tiếp tục là em có dòng cước tim đi qua này. Tim đi qua là một trong những dòng cước cực kỳ cao cấp này, dòng này là chuyên về cho anh em câu cá lớn nha mọi người. Loại này tim đi qua là 0.70, sức tải là 40 kg, sức tải là 40 kg, là tương đương là 80 lb này, 80 m trên một cuộn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nha. 10 cuộn này là 800 m, dây liền với nhau, để cho anh em giá bao nhiêu? Giá là 600 k. Còn anh em nào mua 4 cuộn tặng một cuộn là giá bao nhiêu? 4 tặng một, giá chỉ có 300 k. Là anh em có đây, chạy liền với nhau nha mọi người, liền với nhau là 800 m. Còn anh em mua 4 tặng 1 là 400 m nha. Mã số 27, giá là 600 k. tiếp tục mã số 28.
Rồi, 28 tiếp tục là mấy dòng mà flow carbon về cho anh em làm theo. Đầu tiên là một cục 0.20 một cục này là cục 0.20 này, flow carbon này, cứ tàng hình dưới nước mềm bị và không sáng này. Cục này là 0.22 này. Cục này là 0.25 này. Cục này là 0.28 này. Và cục này là 0.30 này. Đấy. 0.30 nha. Rồi. Cục flow carbon loại này là 0.28 này. À, 0.20 là sức tải 8,4 kg nha, dòng này là mềm mịn và không bị sắn nè. Rồi là loại này là 0.22 là loại này 1.5, loại này là 2 chấm nè. 2 chấm, loại này là 2 chấm, loại này là 0.25 là 2.5 nè. 0.28 là 2.7 nè. Còn loại này là 0.30, 0.30 này là 3 chấm. Rồi, combo anh em 4 cuộn tặng 1 cuộn để cho anh em, giống như 4 cuộn là 400k tặng cho anh em thêm 1 cuộn nữa. Đây 4 cuộn này là 400 tặng thêm 1 cuộn 0.30 nữa. Đây là cước flow carbon nha. Dây màu trắng chuyên về cho anh em câu cua biển, câu nước ngọt này, dành cho cá nhát rồi đây. Mã số 28. Giá là 400k. Tiếp tục mã số 29. Số 29 tiếp tục là cũng cước flow carbon. Đây. Mã 29 tiếp tục là cước flow carbon, anh có loại này là 0.5. Đây. 0.35 này. 0.40 nè. 0.45 này, để dành cho anh em nào về làm theo câu cá lớn. Đây, 0.45 này. Rồi, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50. 0.50 và 0.60 nha. Rồi. Tổng chiều dài của nó đây. Mã 29 này, tổng chiều dài là 500m dây, cũng 4 cuộn, 4 cuộn flow carbon tặng thêm 1 cuộn, giá vẫn chỉ có 400k đây. Cuộn này là cước flow carbon cộng bọc cạp 0.50 nè, 0.45 nè, 0.40 nè, 0.35 nè. 0.35 là cước số 5, 0.40 là cước số 6, 0.45 là cước số 7, 0.50 là cước số 8 và 0.560 là cước số 12. Đấy, tổng cộng 5 cuộn cước flow carbon này để cho anh em giá bao nhiêu, 4 cuộn tặng 1 cuộn để cho anh em giá chỉ có 400k. Mã số 29, 400k. Tiếp tục mã số 30. Rồi, tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là dòng flow carbon tím. Đây, flow carbon tím thì anh em biết rồi, một trong những dòng cước cực kỳ cao cấp rồi. Loại này đây, loại này có size là 3.5 này, 3.5 là tương đương với 0.30 nha, là cước flow carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị sắn. Nhưng mà dòng này nó ghi 3.5 nhưng mà so với cước bình thường nó chỉ là cước số 3 và cước 2.7 thôi nha. Dây nó là dây tàng hình nên nó cực kỳ đanh và nhỏ nha mọi người. Rồi cục này là đủ 500m cho mọi người nha, hàng chưa qua sử dụng. Rồi loại này là Fishing Line Classic 500m 3.5 là sức tải 10 kg. Rồi cục này để cho anh em giá bao nhiêu? Flow carbon là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị sắn. Dòng này là cực kỳ dài, sẽ thay về cho anh em câu ISO hoặc là anh em làm dòng này là cước thẻo nha, chuyên cho anh em đánh chép. Nói chung là anh em đánh chép mà đánh dòng này thì cực kỳ nhảy luôn. Rồi mã số 30 để cho anh em giá là 400k, 400k tặng cho anh em 400k. Rồi thêm anh em một cục flow carbon 0.28 đi, thêm anh em một cuộn flow carbon 0.28 con bò cạp dây màu trắng nữa, cuộn này 500m tặng thêm cuộn này 100m nữa là 600m dây flow carbon, vẫn để cho anh em giá chỉ có 400k. Mã số 30, 400k. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là cước flow carbon tím, dòng này là có dòng này là 6.0 này. Đây, dòng này là 6.0 là chuyên về cho anh em làm thẻo câu cá lớn hoặc là anh em làm trục câu làm trục nha. Loại này là dây flow carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và không bụi sắn. Loại này 500m 0.40 sức tải là 17 kg, là dòng cước flow carbon đây. Rồi cục này để cho anh em giá bao nhiêu? 400k, 6.0 sức tải là 17 kg, 0.40. Rồi thêm anh em thêm một cuộn flow carbon 0.45 đi, thêm một cuộn flow 0.45 sức tải là 32 kg, dây là dây màu trắng. Rồi cuộn này 500m tặng thêm cuộn này nữa. Rồi giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 31, 400k. Tiếp tục mã số 32. 32 nó trong thì mấy dòng nó thì ngon thì cũng... Tiếp tục 32. 32 tiếp tục là cước flow carbon. Đấy, loại này là 1.5 này. Loại này là 1.5 dành cho anh em nào mà câu cá dịch vụ, đồ cá chép, đồ nói chung là đây. 1.5 anh em nhìn nó hụt vào đúng không? Nhưng mà nó đủ 500m cho mọi người, tại vì một cục này nó cũng thấy cục số 8 luôn. Đây anh em nhìn cục số 7 nè. Dây số 7 nó lớn là nó sẽ đầy thế này nha, nhưng mà dây này là dây số 1.5 này nó thấp xuống dưới, này là bình thường. Đấy, rồi cục này là 500m
sức tải là 7,9 kg, là 0.28. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em mã số 2032, để anh em cuộn này giá cũng chỉ có 400k. Là dòng phà lơ cước phà lâu carbon tàn hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không dư bị sóng. Còn này là 1.5 này, 1.5 này, thay anh em một cuộn phà lâu đây carbon này, loại này là 150m này của DMV này, loại này là 1.0 này. Đấy, rồi sức tải là 3,8 kg, 0.16 dây màu trắng. Đầu cuộn này tặng thêm cuộn này giá mã số 32, 1.5 tặng thêm 1.0, 150m là tổng chiều dài là 650m, để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 32, tiếp tục mã số 33. Rồi 33 tiếp tục là dành cho anh em nào về săn hàng câu cá lớn, câu tấm đen đồ. Đây, em có loại này là loại số 8 này. Đây, phà lâu carbon số 8 này mọi người nè. Cái dây này anh em nhìn phát là anh em mê luôn nha. Đấy, dòng này là dòng cước đây. Đây, đây. Loại này là màu trắng tím nha mọi người. Đây nè, anh em nhìn thấy không? Cũng với nào nó là màu tím mà cực kỳ bóng, khi bẻ ra đây là màu trắng này, anh em nhìn nè. Đấy là dòng cước tàn hình dưới nước mềm mịn và không bụi sân. Nếu mà dòng này là cước số 8 thì nó so với cước bình thường nó là cả cước số 6 thôi nha mọi người. So với cước bình thường nó chỉ là cước số 6 thôi. Rồi, cục này để cho anh em giá bao nhiêu? Số 8. Để cho anh em giá cũng chỉ có 400k. 400k tặng cho anh em thêm một cục phà lâu carbon đây. Số 8 này. Số 8 là sức tải là chủng 21 kg cá biển nha, tương đương với 0.50. Phà lâu carbon là dòng cước tàn hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bụi sóng. Rồi cục này để cho anh em giá bao nhiêu? 400k, cước tàn hình nha, mềm mịn và không bụi sóng. Rồi, đây anh em nhìn nè. Em mở ra em thử trải nghiệm nha, cho mọi người trải nghiệm nè. Dòng này là đủ 500m nha, tại vì cái cục một cục nó size nó lớn sẽ nhỏ này, anh em nhìn nè. Dây nó không bị xoắn, à, anh em nhìn nè. Đấy, khi mở ra là nó chỉ có bị cái gấp cái đầu đầu này nè, anh em nhìn thấy không? Đi cái chỗ đầu đầu này nè. Và khi mình rị ra, mình có lấy lực mình rị ra như con cá nó rị ra, con cá mà 2-3 kg nó kéo như tay như chứ đứt nổ dậy luôn nè, là nó sẽ thẳng lại nha mọi người. Đấy, nó sẽ thẳng cái dây lại này, nó này chỗ này nè. Đấy, cứ kéo là nó thẳng, dòng này là nó mềm mịn và tuyệt đối không dùng sẵn nha, càng câu là càng thẳng ra. Rồi mã số 33. Đấy, 33 này để cho anh em giá là bao nhiêu? 33 này để cho anh em giá là 400k, 0.50. 0.50 rồi thêm anh em một cục phà lâu carbon 0.60 nữa về anh em làm theo săn hàng. Đấy, 0.45. Rồi dây là dây màu trắng. Cục này 400k tặng thêm cục này, mã số 33. Tiếp tục mã số 34. 34. Rồi, tiếp tục mã số 34. Mã tư tiếp tục là em có dòng neo biển nha. Đây, dòng này neo biển này, loại này là 0. Đây, neo biển 0.50. Đây, dòng này là dòng siêu trâu bò nha. Dòng neo biển này là 0.50, dòng này là siêu trâu bò này 0.50, hàng một Sapa đầu đi Nhật 0.50, độ dài là 200m, 1 2 3 4, 4 cuộn là 800m. 800m tặng cho anh em thêm một cuộn 200m nữa, giá bao nhiêu? Giá nguyên lốc này để cho anh em giá chỉ có mã số 34. Để cho anh em giá chỉ có 400k, là 0.50 nè. Là sức tải cuộn này cực kỳ cao nha mọi người. Cuộn này là 0.50 nhưng mà sức tải tới là 80 là B, là sức tải là 40 kg luôn nha. Đấy. Rồi dòng này là 0.50 nha. Để anh em cuộn nguyên lốc này, 4 cuộn tặng một cuộn. Giá là chỉ 400k. Rồi hôm nay sẽ tặng thêm anh em một cuộn phà lâu carbon loại 0.50 lớn nữa. Đây. À 0.45 chứ, nhỏ hơn về cho mọi người làm theo nha. Đây, tặng thêm một cuộn phà lâu carbon 0.45, sức tải 32 kg, dây một đắng nữa. Rồi, cuộn này là 1.000m, tặng thêm một cuộn phà lâu carbon nữa, giá vẫn chỉ có 400k, mã số 34. Dòng neo biển nha, neo biển màu điện nha, 0.50. Tiếp tục mã số 35. Rồi, 35 tiếp tục là dòng neo biển. Neo biển có loại này là 0.70 nè. 0.70 là tương đương với cước số 14 nè. Đấy, dòng này thì đã cực kỳ cao luôn, 1 2 3 4. Rồi, loại này là 10 cuộn nha, 10 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 10 cuộn này và để cho dây liền với nhau là 8 cuộn, tặng 2 cuộn là 800m, tặng thêm 2 cuộn là 200m, giá bao nhiêu? Và giá vẫn chỉ có 400k. Và hôm nay sẽ tặng thêm một cuộn phà lâu carbon 0.60 nữa. Đấy, để anh em trải nghiệm. Mấy dòng này cước cực kỳ tốt luôn nha. Rồi dây là dây màu trắng nha. Rồi loại này 0.60, sức tải là 45 kg, cuộn này làm trọng, cuộn này làm thẻo, hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 1.000m, 1.000 với là 100m nữa là 1.100 nha, để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k.
số 35. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là dòng neo biển. Neo biển nó nhỏ hơn một chút, là lọ này là 0.40 nè. Đấy. Lọ này là 0.40, độ dài là 200 m trên một cuộn. Tức là 4 cuộn này là 800 m, tặng cho anh em thêm 200 m nữa là 1000 m rồi. Dây liền với nhau nha. 1000 m dây liền với nhau. Rồi để cho anh em giá bao nhiêu. Năm cuộn này nó liền 800 m thôi nha mọi người. Để em coi nè. Đúng rồi, nó liền 800 mấy nha, một cuộn này nó không liền này. Nó liền 800 mấy và 200 mấy rồi. Rồi để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k là 0.40 tương đương với kích số 6. 0.40 sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn flow carbon 0.35 đi. Flow carbon về anh em làm thẻo 0.35 sức tải 17 kg dây màu trắng. Rồi cuộn này là 4 cuộn tặng một cuộn là 800 mấy, tặng thêm 200 mấy rồi nữa là 1000 mấy. Tặng cho anh em thêm một cuộn flow carbon 0.35 nữa, mã số 36 giá vẫn chỉ 400k. Tiếp tục mã số 37. Đây. Tiếp tục mã số 37, 37 tiếp tục là em có dòng gì đây. Rồi, 37 tiếp tục là em có dòng cước chuyên về cho anh em câu biển nha. Đây, dòng này là cước chuyên về cho anh em câu biển nè, loại này là đây. Loại số 7 nè. Loại này là loại số 7 là 0.45 này, sức tải là 18 kg, là dòng cước flow carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giãn. Chuyên về cho anh em câu cá biển nha. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, 400k là 7.0 là tương đương với 0.45, sức tải là 18 kg. 18 kg. 0.45 rồi, thêm anh em thêm một 0.45 nữa. Cũng cước flow carbon nhưng màu trắng. Sức tải 32 kg dây màu trắng. Rồi, hai cuộn này. Mấy cuộn này là chuyên về cho anh em câu biển nha. Đây anh em nhìn sợi dây flow carbon này. Đó không? Hai cuộn này. Rồi, giá là 400k, dây này là dây chuyên biển nha. Mã số 37 tiếp tục mã số 38. 38 tiếp tục là loại cũng là flow carbon chuyên biển luôn. Rồi, có loại flow carbon chuyên biển, loại này là loại số 3 này. Đây. Loại số 3 này là 0.28, chuyên về cho anh em làm thẻo nha. Làm thẻo câu cá này, loại này là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không dầu sóng. 3.0 là từ sức tải là 9.9 kg, là dòng cước flow carbon tàng hình mềm mịn và không dầu sóng. Mã số 38 này nha. Cuộn này là cuộn số 3 nhưng mà so với cước bình thường nó chỉ là cước số 2 thôi nha mọi người. Size nó cực kỳ nhỏ. Rồi, thêm anh em một cuộn flow carbon 0.25 nữa. 0.25 sức tải 10 kg dây màu trắng nữa. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu. Số 3 tặng thêm cuộn 100 m nữa, hàng chưa qua sử dụng. Tổng chiều dài là 600 m, giá vẫn chỉ có 400k. Rồi. Anh em lên 38 mã nha. Anh em liên hệ qua số điện thoại giùm em là đây. Số điện thoại em để trên màn hình nè. 0899202119 hoặc là Zalo 0899202119 nha. Số điện thoại này cũng được. Cái Zalo này thì nó đầy không kết bạn được nha. Rồi. Chào ạ.